Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý khách hàng một vị trí mới của dự án mới của bên em với cái giá chào bán rất là hấp dẫn 1 tỷ 650 triệu đồng và diện tích xây dựng, diện tích sổ đỏ là 37m², thiết kế là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà nhé. Ngõ trước nhà là 2m2, cách trục đường ô tô đi lại mọi người có thể nhìn thấy, cách trục đường ô tô khoảng tầm 10m thôi, rất là thuận lợi. Vị trí của ngôi nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà cụ thể trong video này thì với mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Và đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà, được thiết kế là hai lớp cửa. Lớp cửa ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Còn rất là mới nha mọi người, căn nhà này mới vào hoàn thiện thôi, còn rất là mới, còn nguyên ni lông ở đây. Và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa kính. Vị trí Ngọc Anh đứng ở dưới tầng 1 ở đây, đó chính là phòng khách mọi người ạ. Như mọi người quan sát ở trên video thì hệ thống đèn led chiếu sáng này, hệ thống sơn này, gạch lát nền này đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được hoàn thiện 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Và đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những quý khách hàng có nhu cầu. Căn phòng khách rất là rộng đây ạ. Đấy, chủ đầu tư ốp gạch thẻ ở phần này, phần tường này để ngăn cách giữa cái khu vực cầu thang và phòng khách. Gạch lát nền của ngôi nhà kích thước 60-60. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà tông màu trắng. Tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế trần thạch cao theo thiết kế hệ giật cấp và hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần, tiết kiệm điện. Tầng 1 ở phía đây là chủ đầu tư có để sẵn móc chờ quạt trần đấy nha mọi người. Đó. Tiếp theo, đây chính là phần khu vực phòng bếp của căn nhà, rất là rộng. Khu vực phòng bếp ở đây có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy thoáng cho toàn bộ cái gian phòng bếp. Và phòng bếp thì đã được thiết kế ở đây, đó là gỗ sồi. Hệ thống tủ bếp đều đã được thiết kế hoàn thiện đầy đủ về phụ kiện bếp, chất liệu inox 304, bồn rửa bát, chậu rửa bát. Mặt bếp được lát đá đen và xung quanh bếp là được ốp gạch sạch sẽ, dễ lau chùi, dễ vệ sinh. Gian phòng bếp này cũng rất là rộng mọi người ạ, vẫn có thể ở đây, vẫn có thể kê được một bộ bàn ăn rất là hợp lý. Đấy, mọi người có thể ngắm từ trong khu vực phòng bếp mà ra tới phía phòng khách rất là rộng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Từ tầng 1 lên tới tầng 4, mặt bậc cổ bậc cầu thang là được lát đá xanh. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh phụ. Nhà vệ sinh phụ bao gồm đầy đủ về bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa vệ sinh là được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha. Mời mọi người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà nhé. Cầu thang đi lên giữa các tầng là rộng 80 phân và độ dốc rất là vừa phải, thoải mái mọi người ạ. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây chính là phòng vệ sinh khi vừa bước chân lên cạnh cầu thang mọi người nha. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, lavabo, cũng như là chủ đầu tư có lát gạch lên tới 2/3 trần. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Tiếp theo, đây chính là cái gian phòng ngủ đầu tiên của tầng 2. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng ngủ này cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13m². Trên cái gian phòng ngủ này, chủ đầu tư cũng lát gạch 60-60 và màu sơn chủ đạo là tông màu trắng. Có thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài thì được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong đó là cửa sắt sơn tĩnh điện. Cũng tỉ mỉ chi tiết từng cái chi tiết nhỏ đây, ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa nha. Cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây ạ, cửa thông phòng của từng phòng ngủ ấy ạ,
Chúng ta sang tới căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai này nó nhỏ hơn căn phòng ngủ kia một chút mọi người ạ. Nó chỉ rơi khoảng tầm 9 đến 10 mét vuông thôi. Và cũng đều có đầy đủ cửa sổ này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, cửa thông phòng. Đây. Đó. Và mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà tương tự như tầng 2, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vị trí lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà thì ngôi nhà này gồm đã có 4 phòng ngủ rồi mọi người ạ. Gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng ngủ vừa vừa. Với cái diện tích của cái căn phòng ngủ này là 13 m², cửa sổ mở ra bên ngoài thì rất là thoáng. Căn phòng này đây này mọi người, mọi người thấy ánh sáng tự nhiên vào trong vào căn phòng này không ạ? Đó. 4 phòng ngủ rồi. Và đầy đủ phòng bếp, phòng khách riêng biệt. Tầng 3 đây vẫn gồm 1 phòng vệ sinh. Tương tự như tầng 2. Đây là căn phòng ngủ thứ 4. Cái giá chào bán của cái căn nhà này 1.650.000.000 mọi người ạ. Rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, cách bến xe Nghĩa 3.5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn 4 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa 2 km thôi. Rất là gần, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường chỉ tầm 1 km quay đầu thôi mọi người ạ. Và cuối cùng, tất cả mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà xem tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Khi bước chân lên trên tới phía cầu thang lên tầng 4 thì mọi người có thể nhìn giúp em có một cái giếng trời ô thoáng để lấy không khí cũng như ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để máy giặt. Đó. Được lát gạch riêng biệt, riêng thành một khu luôn, khu vực để máy giặt. Căn phòng này chính là căn phòng thờ của ngôi nhà. Rất là thoáng. Và mời mọi người theo em ra phía sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đã được lắp hệ thống chuồng cọp cũng như là bán mái tôn. Phần khu vực sân phơi thì là được lát gạch đỏ 40-40, gạch Hạ Long. Thì như vậy, với cái vị trí của ngôi nhà, Ngọc Ánh cũng nói rồi, giá chào bán 1.650.000.000, diện tích là 37 m², thiết kế của căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà, muốn tìm hiểu căn nhà hướng Tây Bắc, muốn tìm hiểu diện tích rộng mỗi tầng 2 phòng ngủ thì đây chính là căn nhà rất là lý tưởng để quý khách hàng có thể bốc máy lên gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì ấn vào like để ủng hộ em, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào những nút chuông bên cạnh màn hình để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.